Ở tập trước, Thừa Duệ chết đi vẫn tính kế Thừa Húc, lập Khải Nguyên làm hoàng đế để kìm chân chàng. Thừa Húc vì Minh Ngọc mà từ bỏ tất cả, một lòng phò tá dạy dỗ con trai Minh Ngọc. Nhưng tiểu hoàng đế có lớn mà chẳng có khôn, vì hiểu lầm mà quay lưng với Thừa Húc, còn tính kế vu oan cho chú mình. Bao nhiêu công dạy dỗ coi như đổ sông đổ biển, Thừa Húc sẽ làm cách nào để hóa giải hiểu lầm này đây? Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập phim hôm nay. Thừa Hiên đã điều tra rõ ràng, không ngoài dự đoán, đó là kế ly gián của Khải Hàn, vì thế cũng đến lúc tính kế lại Khải Hàn rồi. Thừa Húc điều hắn đi đánh trận ở Tây Thục, để đẩy hắn vào chỗ chết. Nhưng quân sư Hà Triệu Dũng đa mưu túc trí, giỏi mưu lược, nên đã giúp hắn giành chiến thắng dễ dàng. Đã thế còn vô tình có được miếng ngọc bích giao long trong truyền thuyết, hoa văn rạn nứt trên đấy thành hình chữ Túc, giao tuy không phải rồng, nhưng có quyền uy ngự trị chúng sinh, điềm báo cho Túc Vương được hưởng quyền dưới một người trên vạn người. Hắn tưởng thiên mệnh đã định chức nhiếp chính vương vốn nên thuộc về hắn, nên nhờ Hà Triệu Dũng về trước đến tìm Tiêu Thừa Thái, nhằm lôi kéo để giúp Khải Hàn đoạt chức nhiếp chính vương. Giữa đêm trở về thì bị người của Thừa Húc bắt được. Việc hắn làm giả miếng ngọc bích để tăng lòng tin cho Khải Hàn, Thừa Húc cũng biết, nhất cử nhất động đều đã bị theo dõi, tuy có chí lớn nhưng lại theo nhầm chủ. Thừa Húc biết Hà Triệu Dũng là người thức thời, chỉ có đi theo Thừa Húc hắn mới đạt được thành công thật sự. Điều này Khải Hàn không ngờ tới, hắn vì luôn ôm mộng vượt Thừa Húc. Thừa Húc cũng nắm điểm yếu này mà tính kế lại hắn. Trên chiều, hai anh em Thừa Húc, Thừa Hiên bóc phốt Tiêu Thừa Thái xa hoa quá mức, hoàng thượng chưa mở mồm đã bị Thừa Hiên nhảy vào. Khải Nguyên vì bị ngó lơ nên dỗi bỏ triều tìm mẫu hậu tâm sự, tự thấy mình làm hoàng đế chỉ như đồ trang trí, không biết khi nào mới nắm thực quyền. Minh Ngọc khuyên con đừng nóng ruột, nếu muốn thay thế cửu hoàng thúc thì phải học tập nhiều hơn. Ngày Khải Hoàn trở về, Khải Hàn vô cùng ngạo mạn, quân lính hô hào Túc Vương, khiến hắn không ngừng ngẩng mặt lên trời. Ai ngờ đến lúc nghị sự, hào quang rực rỡ chưa được bao lâu thì đã chuẩn bị ăn gạch đá. Thừa Húc không cho hoàng thượng tham dự nên phải trốn ở ngoài nghe lén. Nhiếp chính vương sai Hà Thiệu Dũng mang đến miếng ngọc bích giao long, buộc tội Khải Hàn trước đó đã lan truyền tin đồn nhảm, nói mình ở trên chân Long Thiên Tử là do thiên mệnh định sẵn. Hắn cũng không chối cãi, số trời đã định ta đâu chi phối được. Chưa tự hào được bao lâu, Thừa Húc đưa một tên thợ ngọc từ Tây Thục đến, miếng ngọc kia chính tay hắn khắc ra, lại còn mang bản lỗi đến để đối chứng. Thừa Húc buộc tội Khải Hàn giả tạo hiện tượng thần kỳ, tăng chứng đầy đủ, không tránh khỏi tội mưu đồ phản nghịch khi quân phạm thượng. Khải Hàn có 10 cái miệng cũng không thể giải thích, nhưng bất hạnh thường không đến một mình. Thừa Húc còn đem tới chứng cứ tội ép dân nộp lương thảo, ép dân đi lính, hoang phí quân nhu, biển thủ chiến lợi phẩm, từng đó thôi hắn cũng đủ xanh cỏ. Trước khi bị giải đi, hắn không ngừng đòi vạch trần quan hệ bất chính của Thái Hậu và Nhiếp Chính Vương, khiến bá quan bàn tán xôn xao. Thừa Húc không để hắn nói nhiều, trực tiếp tước hết quân quyền, giam Khải Hàn ở Túc Vương phủ chờ ngày xét xử. Hà Triệu Dũng cũng đến nhắc nhở Khải Hàn, hắn phản bội Túc Vương là thực nhưng cũng chỉ vì tốt cho Túc Vương, từ đầu họ đã bị nắm thóp thì sao mà cựa mình được. Khuyên Khải Hàn hãy xin hàng Nhiếp Chính Vương, đảm bảo sẽ sống một đời phú quý, thể diện cần có cũng đều giữ lại cho hắn. Khải Hàn thực sự vô cùng tuyệt vọng, từ trước tới giờ hắn luôn sống dưới cái bóng của Thừa Húc, hóa ra mình đã luôn thua rồi. Trực tiếp buông xuôi, viết thư xin hàng, rồi uống rượu cả ngày, khiến cho Thừa Thái cũng chỉ đành bất lực thở dài. Nhìn Túc Vương giờ thất thế, Chăn Nhi vô cùng đau lòng. Cuộc đời Khải Hàn cũng quả thật đáng thương, nàng luôn quan tâm Khải Hàn nhưng hận không thể nói ra, vốn dĩ nàng nợ hắn. Cả triều đình cũng nghĩ như Ngọc Doanh, đều nghi ngờ sự trong sạch của Thừa Húc và Minh Ngọc. Lúc Thừa Húc đến nghị sự với Minh Ngọc thì chạy tới làm loạn, nên Thừa Húc đã bỏ đi. Ngọc Doanh hồ đồ uống rất nhiều rượu, chạy vào phòng ôm lấy Thừa Húc, cũng trách Thừa Húc lấy Ngọc Doanh bao nhiêu năm, nhưng cũng không muốn đụng vào người nàng. Hoàng đế Khải Nguyên biết việc Thừa Húc mặc kệ lời ra tiếng vào, vẫn đến gặp mẫu hậu thì tức lắm, cho nên Khải Nguyên nghĩ cách để trị Thừa Húc. Lúc này, sứ giả Ung Lâm đến tìm Thừa Húc để cầu thân cho thế tử, nhưng việc này nên để Thái hậu chọn ra người phù hợp, vì dù sao Thái hậu cũng là người Ung Lâm, cho nên Thừa Húc dẫn sứ giả đến hậu cung gặp Hiền Trinh Thái hậu, nhưng hoàng thượng đã cho các ma ma cùng tỷ nữ ra ngăn cản. Hoàng thượng còn đến nói Nhiếp Chính Vương không biết lễ nghĩa, liêm sỉ. Trước mặt sứ giả Ung Vương, bệ hạ làm ra chuyện vô cùng khó nghe, may Ung Lâm là người trong nhà, nếu không đã làm đại thạnh mất hết thể diện. Hoàng thượng lại trách mẫu hậu suốt ngày thiên vị Nhiếp Chính Vương, rồi giận dỗi bỏ đi, làm vua một nước mà dễ tin mấy lời bịa đặt, còn nghi ngờ cả Minh Ngọc. Bao công dạy dỗ đổ sông đổ biển, Thừa Húc cũng nhắc nhở Minh Ngọc, nếu nó còn tiếp tục hoang đường như thế thì nhất định sẽ cho nó một bài học đắt giá. Khải Nguyên tức giận phóng ngựa chạy đi, đang nóng máy thì gặp cảnh bất bình nên nhảy xuống làm anh hùng cứu mỹ nhân, suýt nữa thì nằm trong hoàng lăng. May mà bọn phản diện thường thì cách hai bước chân vẫn bắn hụt, cuối cùng tiểu hoàng đế thành công cứu được tiểu cô nương. Khi cô nàng dùng khăn băng bó vết rách trên áo thì tiểu hoàng đế thấy dòng tên, không ngờ đó chính là người mình trộm thương nhớ bao lâu nay. Khải Nguyên vô cùng vui mừng, nói rằng họ đã từng gặp nhau từ nhỏ, nhưng được hỏi lại giấu thân phận, bịa ra cái tên Hoàng Nguyên. Lúc Nhược Huyên đi tìm chút hoa quả thì các thị vệ chạy đến, để có nhiều thời gian bên Nhược Huyên. Khải Nguyên bắt thị vệ săn thỏ non cho mình, để cùng Nhược Huyên nướng ăn, rồi ngồi nói chuyện. Sau khi trở về, lập tức đi tìm con diều mà lúc nhỏ tính tặng cho Nhược Huyên. Chăn Nhi ra mộ thăm mẫu thân của Khải Hàn, vì trước đó bị gán tội nên không có lăng tẩm đàng hoàng, vô tình bị Khải Hàn nhìn thấy,
Nàng vốn định chạy đi thì Khải Hàn nắm tay nàng kéo lại, hắn ôm chặt nàng trong lòng, nói ra mọi tâm tư của mình, cả hai đều rơi nước mắt. Nhưng vì Minh Ngọc Chăn Nhi từ chối tình cảm của Khải Hàn, nàng cứ thế rời đi, bỏ lỡ mối duyên giữa hai người, vì sự ích kỷ kém ra dáng bậc minh quân của Khải Nguyên, mang đến bao nhiêu là phiền toái, mà lần nữa Thừa Húc nghĩ tới việc tạo phản, hoàng thượng ngày càng hồ đồ, bác bỏ những đề xuất quan trọng, đem việc nước ra để hơn thua với Thừa Húc, càng ngày càng không coi cửu hoàng thúc ra gì. Minh Ngọc cố gắng lôi kéo Thừa Húc bảo vệ, coi Khải Nguyên như con mà nhường nhịn mà bao dung nó, đợi hóa giải hiểu lầm thì nó nhất định sẽ nghe lời, đừng để Minh Ngọc kẹt giữa hai người. Thừa Húc không muốn làm khó Minh Ngọc nên sẽ không so đo với nó, nhân buổi đi săn sẽ nói chuyện thẳng thắn như những người đàn ông. Thừa Húc luôn coi Khải Nguyên như con của mình, chỉ mong xóa bỏ hiềm khích này. Tại buổi đi săn, Thừa Húc muốn hoàng thượng xuống ngựa săn cho an toàn, nhưng Khải Nguyên không chịu nghe, muốn trực tiếp cưỡi ngựa bắn cung, còn trọng thưởng ban tước hiệu cho ai săn được con mồi đầu tiên. Bệ hạ dương cung ép con nai nhỏ vào bẫy, nhưng mấy tên lính kéo lưới sơ suất để sổng mất. Thừa Húc muốn trị tội thì Khải Nguyên chống đối, sự chống đối của Khải Nguyên thể hiện quá rõ ràng, hắn thực sự không muốn Thừa Húc tự quyết bất cứ điều gì trước mặt hắn. Buổi đi săn ngày hôm sau, Thừa Húc dâng lên cây cung gỗ tự tay chế tạo rất tinh xảo, hoàng thượng vừa nhận lấy đã dương cung về phía Thừa Húc. Vừa lúc đó có con lợn rừng chạy đến nên hoàng thượng chạy theo săn, không biết sức tay của Khải Nguyên quá yếu hay dây cung quá căng mà không kéo nổi, khiến con lợn rừng xông tới húc ngã ngựa Khải Nguyên, khiến vua một nước mà ngã nhào xuống đất. Thừa Húc nhảy tới cản phía trước, dùng cung tên trực tiếp hạ con lợn rừng trước khi nó tới gần, cho rằng Thừa Húc cố ý muốn làm xấu mặt mình, trực tiếp chặt đứt cây cung trước mặt bao người. Thừa Húc nhìn hoàng đế trước mặt đầy chán ghét, ánh mắt nhìn như thấy sự thất vọng về Thừa Duệ ngày xưa, trực tiếp xách cổ hoàng đế ra nói chuyện, tại sao lúc nào cũng chống đối ta, là ngươi luôn vô lễ với trẫm, sỉ nhục trẫm hết lần này đến lần khác. Thừa Húc đã chân thành muốn hàn gắn quan hệ chú cháu, chỉ cần Khải Nguyên muốn thì còn có thể thân như cha con ruột thịt, e rằng không phải vì trẫm mà là vì mẫu hậu. Khải Nguyên liền chĩa mũi kiếm về phía Thừa Húc, không ngờ Thừa Húc coi như con ruột mà nó lại đối xử với mình như thế. Thừa Húc hất văng kiếm ép Khải Nguyên vào gốc cây, vì Minh Ngọc mà ta đã nhịn con hết lần này đến lần khác, sau này còn làm sằng làm bậy đừng trách ta không khách khí. Khải Hàn từ đâu chạy tới hộ giá đổ cho tội bất trung, nhưng căn bản hắn là đồ nhát chết, dọa cho hai câu đã tim đập chân run. Hoàng thượng hạ chỉ đòi giết chết Thừa Húc, quân lính không ai dám lại manh động. Đây đã là lần thứ hai Khải Nguyên đòi lấy mạng cửu hoàng thúc. Thừa Húc cười nhạt rồi nói, ta chờ xem sau này ngươi có bản lĩnh lấy mạng ta không. Nỗ lực hàn gắn của Thừa Húc dành cho Khải Nguyên đã tan tành mây khói. Khải Nguyên trở về không tới thỉnh an thái hậu, nên Minh Ngọc tới tận nơi tìm. Khải Nguyên cho biết hôm nay đã giết Nghiêm Hải tội động binh khí trước mặt hoàng thượng. Nghiêm Hải chính là thân tín của Nhiếp Chính Vương. Khải Hàn còn xúi dục hoàng thượng khép Thừa Húc vào tội mưu đồ giết vua. Minh Ngọc nhìn Khải Hàn vô cùng căm ghét, bảo hắn lui xuống rồi hết lòng khuyên nhủ con trai. Nhưng tất nhiên là không được, Khải Nguyên câu gì cũng không nghe lọt tai. Thừa Húc biết chuyện vô cùng tức giận, chuyện đến mức này không cần nói những lời vô ích, trực tiếp cho người đi xử lý Khải Hàn trước, muốn cho hắn xanh cỏ luôn. Minh Ngọc biết nếu để Thừa Húc ra tay thì hoàng thượng sẽ càng giận dữ hơn, nên định sẽ ra tay trước để nguôi cơn giận của Thừa Húc. Khải Hàn ngu ngốc không lượng sức mình, đang vui vẻ nhậu nhẹt thì Đức An dẫn người đến lục soát, không lâu sau lấy ra một bức mật thư cấu kết với Đông Lăng Vương, lập tức khép tội Khải Hàn thông đồng với địch bán nước, rồi giải tới trông coi lăng mộ tiên đế cả đời, không cho bước ra ngoài nửa bước. Minh Ngọc cũng gửi thư cho Thừa Húc, nhưng lần này đã không còn là chuyện giữa Thừa Húc và Minh Ngọc nữa rồi, cho người truyền lại cho Thái Hậu mấy chữ, mỗi người một hướng. Hôm nay đã khác xưa, tới lúc này Khải Nguyên vẫn ỷ mình là vua một nước, Hoàng Thái Hậu trong người bệnh nặng vẫn đến tìm Khải Nguyên khuyên giải, và bắt Khải Nguyên phải hứa không bao giờ được trách mẫu hậu, càng không được làm mẫu hậu đau lòng. Còn chuyện nghi hoặc trong lòng, tại sao không đi hỏi thẳng mẫu hậu, hãy mở lòng mình đón nhận. Khải Nguyên nghe theo chạy đi tìm mẫu hậu để hỏi cho ra nhẽ. Lúc này Minh Ngọc bắt buộc phải kể lại chuyện trước kia, ta với Thừa Húc tâm đầu ý hợp, vốn nghĩ rằng có thể một đời kết tóc xe duyên, nhưng cuối cùng phải lấy phụ hoàng con, chỉ có thể nhịn nỗi xót xa mà cắt đứt mối lương duyên, dù tình có sâu đậm cũng biết duyên mỏng mà từ bỏ. Minh Ngọc còn muốn thề với trời, hoàng thượng hứa sẽ không tin mấy lời đồn kia nữa, nhưng vẫn không muốn cửu thúc giúp việc triều chính nữa, khúc mắc của họ đã lún quá sâu rồi. Minh Ngọc nghĩ con mình đã hiểu, nhưng nàng không ngờ rằng hoàng đế thực sự muốn diệt Thừa Húc, lần này không thể khuyên giải được rồi. Minh Ngọc bèn nghĩ cách để Thừa Húc giao lại binh quyền cho bệ hạ, theo di huấn tổ tiên, sau khi Khải Nguyên đại hôn mới được coi là thật sự trưởng thành, mới có quyền tự mình chấp chính. Minh Ngọc muốn con trai lấy quận chúa Tây Tề, Khải Nguyên đã có người trong lòng, nên lập tức phản đối, đòi tự mình lựa chọn, nhưng hôn ước của tiên đế, không ai được làm trái. Khải Nguyên uất ức vì từ trước giờ không hề có quyền tự quyết, cái gì cũng vì đại cục, đối với đứa trẻ còn hôi sữa thì quá sức chịu đựng, thân phận hoàng đế này, trẫm không làm cũng được. Nói rồi giận dỗi bỏ đi, đứa trẻ này lúc thì nói mình đã trưởng thành, lúc thì lại tùy tiện buông thả không kiên định. Minh Ngọc vẫn quyết thực hiện,
bởi chỉ có liên hôn với Tây Tề thì thế lực của hoàng thượng mới vững chãi được. Thừa Húc cũng biết được tiểu hoàng đế theo đuổi mỹ nhân còn chuyên tâm hơn việc triều chính, thực sự uổng phí công sức dạy dỗ mười mấy năm nay. Nhiếp Chính Vương một lòng bồi dưỡng từ nhỏ mà bệ hạ lại cho rằng việc đó là đương nhiên, đã thế còn dễ bị Nịnh Thần lợi dụng thì làm sao tự chấp chính được. Thừa Húc hiện giờ không lên triều cũng không gặp Minh Ngọc, bản thân đang có tính toán riêng của mình. Cuối cùng Minh Ngọc chạy tới tìm Thừa Húc, lấy trà thay rượu tạ lỗi thay con trai, nhưng Thừa Húc không uống trà. Thừa Húc biết Minh Ngọc lại muốn xoa dịu cơn giận mất huynh đệ vào sinh ra tử của mình, nếu đã biết lỗi tại sao không tự mình qua đây. Những chấp niệm tốt đẹp về Khải Nguyên trong lòng Thừa Húc không còn nữa, Minh Ngọc vẫn cố gắng bao che cho con mình. Rốt cục đó đều là suy nghĩ đơn phương ích kỷ của người mẹ. Chàng cũng tự hỏi ta làm gì sai mà ra nông nỗi này, bây giờ Minh Ngọc đã bắt đầu xa lạ Thừa Húc vì con trai. Thừa Húc cũng hiểu Minh Ngọc thực sự muốn chàng giao lại binh quyền, thiên hạ ta gây dựng bằng bản lĩnh, vậy hãy để nó dùng bản lĩnh để lấy lại. Minh Ngọc gọi đại thần tới để hỏi việc Nhiếp Chính Vương giao ra Ngọc tỷ, nhưng hai vị đại thần cũng cho rằng hoàng thượng vẫn chưa đủ trình để quản lý Ấn Chương. Ngoài ra trong triều có lời đồn Nhiếp Chính Vương muốn xoán ngôi hoàng đế, Minh Ngọc đã nhờ Nhị Vương bắt Thừa Húc thề trung thành với con mình. Để cứu cục diện, Nhị Vương lấy cớ mời Thừa Húc tới nhà ăn cơm thân mật, đến nơi thì toàn hoàng thân quốc thích, rồi mời họ ra ngoài để hai người nói chuyện riêng. Nhị Vương dùng mọi cách để bắt Thừa Húc thề với trời rằng sẽ không có lòng mưu quyền xoán vị, tự dưng phải thề một lời hứa vô cớ, há chẳng phải thừa nhận bản thân có ý đồ mưu phản hay sao? Thừa Húc không thề nhưng vẫn vì nhị ca mà đồng ý. Nhị Vương mời các thân vương đến làm chứng, khẳng định Nhiếp Chính Vương tuyệt đối sẽ không mưu cầu xoán vị, nhưng lại còn cho người mang rượu đến. Chung quy là vẫn muốn ép Thừa Húc phải thề với trời đất, với tổ tông. Thừa Húc bắt buộc phải quỳ xuống, thề bảo vệ hoàng thượng. Nếu làm trái lời thề, trời tru đất diệt. Thừa Húc nước mắt uất nghẹn. Chàng nhớ lại tất cả những ấm ức, những hy sinh mà mình phải chịu đựng. Nhị ca còn tính kế bắt Thừa Húc viết thư thề. Tiên đế, bệ hạ là huyết mạch chính thống, là người thân của các người. Còn Tiêu Thừa Húc ta, là tiểu nhân mà ngày đêm các người nghi ngờ, đối phó sao? Để giữ lại chút tôn nghiêm của mình, Thừa Húc trực tiếp rời đi. Nhị Vương vốn đã bệnh nặng, ngay sau đó đã về gặp tổ tiên. Đáng tiếc chúng ta mưu tính đã lâu mà bị Hiền Trinh Thái Hậu đánh phủ đầu. Hà Triệu Dũng đúng là kẻ có tài, đoán ra được ngay người đứng đằng sau ép Nhiếp Chính Vương. Thừa Húc vô cùng tức giận, cả đời mình không sai điều gì mà bị chính người mình yêu tính kế như vậy. Minh Ngọc khuyên nhủ con trai phải lo việc nước, nhưng Khải Nguyên chuyện gì cũng nôn nóng, muốn lập tức thâu tóm quyền lực từ Nhiếp Chính Vương, không thèm để lời của mẫu hậu vào tai. Hoàng thượng cũng tính kế với Thừa Húc lấy lại binh phù và đất đai, nhân lúc Nhạc Sơn có dịch bệnh, hoàng thượng đòi đến đóng quân tại Ứng Thành, vì lý do nó ngay gần Nhạc Sơn, mượn cớ kiểm soát dịch bệnh để thu lại đất đai của Nhiếp Chính Vương. Đây chẳng khác gì chặn đường lui của Thừa Húc. Nếu nó đã không cho ta đường sống thì ta còn mong chờ gì nó? Thừa Húc quyết định sẽ mưu phản, một khi đã bắt đầu thì không dừng lại được đâu, dù có nhượng bộ thế nào thì cũng không làm cho bệ hạ hài lòng. Đi tới bước cuối cùng cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Bọn họ tính mượn việc tu sửa cung điện tại Vĩnh Bình mà nhân cơ hội đóng quân. Thừa Hiên vẫn lo ngại anh trai mình vì Minh Ngọc mà dao động, nói rằng lúc Thừa Húc đăng cơ hãy phong Minh Ngọc làm hoàng hậu, lập Khải Nguyên làm thái tử. Ngọc Doanh nghe lén hết mọi chuyện, chạy vào mắng Thừa Húc một trận, vì ghen tuông nên muốn đi báo cho mọi người biết. Thừa Húc chạy theo kéo tay nàng ta lại. Ngọc Doanh khóc lóc nói Minh Ngọc chỉ lợi dụng tình cảm chàng, giữa chàng và con trai, cô ta vĩnh viễn sẽ không chọn chàng, ta cam tâm tình nguyện để nàng ấy lợi dụng. Thừa Húc nói rồi rời đi, còn cho người cấm túc Ngọc Doanh trong phòng để trốn ra ngoài. Ngọc Doanh đã thay đồ của tỷ nữ, lẻn ra gặp Minh Ngọc, nói việc Thừa Húc muốn sau khi đăng cơ sẽ lập Minh Ngọc làm hoàng hậu, lập Khải Nguyên làm thái tử. Minh Ngọc lập tức có sự phòng bị Thừa Húc, ngay sau đó ra chiếu chỉ cho hoãn tu sửa hạ cung tại Vĩnh Bình, không cho Thừa Húc đóng quân. Nếu vẫn kiên quyết khởi công thì sợ nhiều người sẽ để ý tới, nhưng Thừa Húc vẫn tìm cách viện cớ dẹp thổ phỉ mà đưa binh mã vào đóng quân. Minh Ngọc biết được liền lập tức triệu kiến Thừa Húc. Huynh muốn bức vua thoái vị hay muốn mưu phản? Đang yên ổn sao huynh nhất định phải làm vậy? Con trai nàng sắp nuốt chửng Thừa Húc đến nơi rồi, còn nói được ra hai chữ yên ổn này, chàng đã vì Khải Nguyên mà từ bỏ tất cả, nhẫn nhịn cả đời, thế mà nó đối xử với chàng như vậy, chính tay nó đẩy mọi chuyện đến bước đường này, thử hỏi xem còn phải nhường nhịn đến mức nào nữa. Minh Ngọc nhắc lại lời thề của Thừa Húc, còn nói rằng lời thề cũng nên ứng nghiệm rồi. Trước những lời cay đắng Minh Ngọc nói ra, Thừa Húc không nhịn được bật khóc. Đoản mệnh mà chết, nàng muốn nguyền rủa ta. Từ ngày đó Thừa Húc không thiết tha điều chi, thường xuyên uống rượu, giày vò bản thân. Thừa Húc theo lệnh phải tới gặp hoàng hậu. Thừa Húc cũng không muốn nhìn Minh Ngọc, trái tim chàng đã bị người mình yêu nhất đâm một nhát. Minh Ngọc cầu xin Thừa Húc hãy nhường một bước và hứa sẽ bảo vệ tính mạng của chàng, nếu không làm được sẽ chết cùng Thừa Húc. Nếu đã như vậy, chúng ta hãy cùng nhau rời khỏi đây, sống đời quy ẩn. Thừa Húc có thể vứt bỏ tất cả mọi thứ, chỉ cần Minh Ngọc bên cạnh, nhưng Minh Ngọc không đồng ý. Điều này thật hoang đường, vì con trai nàng không thể làm trái luân thường đạo lý. Nàng lúc nào cũng chỉ nghĩ tới cảm nhận của nó, còn với ta vĩnh viễn là từ chối. Những đau đớn và thống khổ trong lòng ta nàng cũng chưa từng nghĩ qua. Sau khi nói hết lòng mình, Thừa Húc liền trực tiếp rời đi. Dịch bệnh thành Nhạc Sơn ngày càng nghiêm trọng,
Thừa Húc vì dân chúng đau lòng, đích thân tới ứng cứu. Hà Triệu Dũng còn tưởng Nhiếp Chính Vương đến là vì đòi lại Ứng Thành, xem ra Nhiếp Chính Vương đã không còn ý chí làm phản nữa rồi. Biết được việc này, Thừa Hiên vô cùng tức giận, đòi đi tìm Thừa Húc khuyên giải. Thừa Hiên bị đậu mùa nhưng lại giấu bệnh, do đó khi ngự y phát hiện ra thì đã muộn, tính mạng vô cùng nguy hiểm. Minh Ngọc cũng vô cùng yêu quý Thừa Hiên, liền không ngại dịch bệnh mà chạy tới thăm. Thừa Hiên sức khỏe suy kiệt, Minh Ngọc đỡ Thừa Hiên ngồi dậy. Trước khi chết cậu chỉ mong Minh Ngọc đối xử tốt với anh trai của mình. Trong cơn mê man, Thừa Hiên chết trong lòng Minh Ngọc. Cả đời này Thừa Hiên quá khổ rồi, vào thời điểm quan trọng này lại mất đi người đệ đệ mình yêu thương nhất. Thừa Húc khi biết tin trực tiếp ngã quỵ, chàng phi ngựa ngày đêm trở về. Từ ngày phụ vương mẫu hậu mất cả hai nương tựa vào nhau, giờ Thừa Hiên mất rồi, Thừa Húc thật sự không chịu nổi. Thừa Húc tâm trạng dồn nén mà thổ huyết ngã bệnh ngay trước linh cữu. Minh Ngọc ở trong phòng đã khâu xong đôi giày thêu tên Thừa Húc. Hôm nay chính là sinh nhật Thừa Húc, vậy mà lại mất đi đệ đệ, không biết huynh ấy sẽ đau khổ đến nhường nào. Nàng buồn bã nhưng không thể tới thăm. Năm nào trước sinh thần Thừa Húc, Minh Ngọc cũng làm một đôi giày, giờ đây số giày đã chất đầy một tủ lớn. Chăn Nhi nhìn cũng nặng lòng thay Minh Ngọc, để giữ tình cảm trong lòng nên những đôi giày này chưa từng được tặng. Chăn Nhi khuyên Minh Ngọc hãy tự tay mang đi tặng Thừa Húc và đồng ý đi cùng chàng. Cuộc đời khó đoán trước, Dự Vương thường ngày khỏe mạnh như nào còn vì đậu mùa mà qua đời. Cô mong Minh Ngọc hãy sống vì bản thân một lần, đừng để sau này vẫn để lại nuối tiếc. Hà Triệu Dũng vì Thừa Húc bệnh nặng mà mạn phép tới cầu cứu Minh Ngọc. Trong cơn mê, Nhiếp Chính Vương không ngừng gọi tên Thái Hậu. Minh Ngọc bủn rủn chân tay, phi xe ngựa trong đêm tới gặp Thừa Húc. Thừa Húc mê man bất tỉnh, thuốc thường đã không có tác dụng, chỉ có thể tăng thêm liều lượng. Nhưng sợ Thừa Húc không chịu nổi dược tính mà mất mạng, Minh Ngọc không chần chừ cho thái y bằng mọi cách phải cứu Thừa Húc. Nghe thấy tiếng Minh Ngọc, Thừa Húc đang hôn mê liền tỉnh lại, cố đuổi nàng đi để khỏi lây bệnh. Minh Ngọc bỏ khăn che mặt ra, nói rằng sẽ thử thuốc cùng chàng, nếu Thừa Húc vượt qua thì cả hai sẽ đưa nhau đi trốn, nếu không sẽ cùng nhau chết. Sau một đêm vật lộn với tử thần, cộng với những lời này của Minh Ngọc, thì cuối cùng Thừa Húc cũng nhặt lại được cái mạng. Minh Ngọc giữ lời hứa tối qua, muốn cùng đến nơi có nhiều cảnh đẹp như Ung Lâm. Lần đầu tiên Thừa Húc đạt được ước nguyện, liền không nhịn được mà muốn rời đi luôn. Minh Ngọc cũng rất vui mừng, nhưng muốn Thừa Húc khỏi hẳn mới lên đường. Sau đó họ đưa nhau đến một vùng quê, có sông có núi còn có thảo nguyên, sống như một đôi phu thê hạnh phúc. Về với nhau cùng trồng rau và nuôi thêm cá, tự tay nấu nướng và gắp cho nhau ăn. Bình yên chưa được bao lâu thì tin dữ lại đến, Tây Việt làm phản, Lý Tự Đồng xưng vương, không muốn chịu sự cai quản của Đại Thạnh. Thừa Húc tin rằng trong triều có nhiều trung thần tướng giỏi, chắc sẽ có người xử lý được. Họ đã quyết định buông tay thì cũng không nên nhúng vào nữa. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ suốt đêm, Đại Thạnh chưa được yên sao họ có thể bỏ mặc mà đi. Hơn nữa Lý Tự Đồng là do Thừa Húc tin tưởng giao quyền, chàng phải có trách nhiệm giải quyết êm xuôi, sau đó cả hai mới yên tâm ở ẩn được. Lúc này Chăn Nhi chạy đến báo, Nguyên Trinh Hoàng Thái Hậu e là sắp không qua khỏi, muốn tìm Minh Ngọc nói mấy lời cuối cùng. Minh Ngọc vội chạy về cung, quỳ xuống nắm lấy tay tỷ tỷ. Trước khi lâm chung, Hoàng Thái Hậu nhờ Minh Ngọc gánh vác trọng trách bảo vệ Đại Thạnh và Khải Nguyên, còn thay tiên đế xin lỗi Thừa Húc, nhưng cũng hy vọng Thừa Húc không làm khó Minh Ngọc. Tam tẩu, ta đồng ý với tỷ. Thái Hậu vô cùng yêu thương Khải Nguyên, trước lúc nhắm mắt người còn căn dặn Khải Nguyên phải yêu thương mẫu thân, không được làm mẫu thân con đau buồn nữa, rồi nhắm mắt rời đi trong sự đau xót của mọi người. Minh Ngọc đi tới phòng của Thái Hậu, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh phòng của người, tuy cảnh còn đó mà người thì đã mất rồi. Quốc tang xong thì tình hình địch Tây Việt không thể không đánh. Thừa Húc tiến vào đại điện muốn được dẫn binh đi đánh phản tặc. Hiềm khích của Thừa Húc với Khải Nguyên, hắn cố ý nói Thừa Húc đã già rồi nên tự biết lượng sức mình. Chàng cũng đanh thép đáp, chỉ cần thời gian một tháng ta có thể đánh hạ Tây Việt, rồi hành lễ bỏ đi. Minh Ngọc lo lắng cho Thừa Húc nên nửa đêm bèn lẻn tới khuyên chàng. Nàng khuyên Thừa Húc không nên tự mình dân binh, nhưng Thừa Húc vì để giữ lại chút kiêu hãnh vẫn quyết định dẫn quân đi dẹp loạn. Phía hoàng đệ, những kẻ nịnh thần đã làm kế ly gián, giống như việc Thừa Húc thở đối với chúng cũng là đại nghịch bất đạo, nên cố tình tính kế để Thừa Húc bệnh tình nghiêm trọng chết nơi xa trường. Chúng cũng khuyên hoàng thượng xuất chinh đi cùng Thừa Húc, cho dù ông ta có thắng trận, mọi công trạng cũng thuộc về bệ hạ. Trên đại điện, hoàng thượng cùng các hoàng đệ cùng xuất chinh. Thừa Húc chào từ biệt Minh Ngọc cùng đại quân rời đi. Minh Ngọc vì lo lắng cho con trai và Thừa Húc nên hàng ngày đều đến điện cầu phúc, hy vọng Khải Nguyên và Thừa Húc đều bình an trở về. Khải Nguyên vì nóng lòng muốn lập công nên cứ hở ra là hạ lệnh công thành, nhưng binh tướng dưới trướng chỉ nghe theo một mình Thừa Húc. Hắn bị chàng ngăn cản nhiều lần, trong lòng càng thêm bội bực. Nhân lúc có tin thám báo biết là kế Dương Đông kích Tây của địch, nhưng Thừa Húc lại vẫn để Khải Nguyên dẫn binh đi. Khi hắn tập kích biết mình đã trúng kế, quay về lại biết đó đã nằm trong dự liệu của Thừa Húc, khiến hắn càng thêm uất hận. Hắn buông những lời thậm tệ dành cho chàng, nhưng chàng vẫn bỏ ngoài tai không chấp. Rồi Thừa Húc hạ lệnh cho người đưa hoàng thượng mang tin chiến thắng trở về. Ngờ đâu lòng dạ hắn trẻ con hẹp hòi, lại thêm sự xúi dục của Bát Hoàng Thúc đã khiến hắn tính kế hãm hại cửu thúc của mình. Hắn cho Bát Thúc về báo tin giả, buộc Thừa Húc phải đi ứng cứu hoàng thượng. Thừa Húc đích thân đến cứu giá,
thì bị tên mặc bào phục giả danh đánh lén nhưng không thành. Tên Bát Vương cũng bị bắt lại ngay sau đó và cho áp giải về kinh thành. Trong lúc Khải Hàn cùng đệ đệ của mình đang đợi Bát Hoàng thúc quay lại báo tin thì bị Lý Tự Đồng cho người bao vây. Hết cách, Khải Nguyên ở lại chống trả, còn đệ đệ nhân lúc hỗn loạn chạy về báo tin. Thất hoàng tử về trong bộ dạng tơi tả, hắn cầu xin cửu thúc hãy mang quân đi cứu bệ hạ, thế nhưng Thừa Húc vẫn tỏ vẻ không đoái hoài, mặc kệ cho hắn chửi rùa. Phía bên hoàng đế bị quân địch ép vào được cùng, hắn cho rằng cửu hoàng thúc nhân cơ hội này sẽ mặc hắn chết. Quá tuyệt vọng, hắn kể kiếm lên cổ chuẩn bị tự kết liễu thì bất ngờ quân của Thừa Húc đến cứu giá. Chàng giết địch giải vây cho bệ hạ rồi cùng tên Lý Tự Đồng lao vào tử chiến. Đang chiếm ưu thế thì Thừa Húc bệnh tái phát, liền bị hắn chớp thời cơ đảo ngược. Nhưng với bản lĩnh hơn người, chàng đã nhanh chóng lấy lại lợi thế và đâm hắn trọng thương. Chưa kịp kết liễu hắn thì phải quay lại giải vây cho bệ hạ, liền bị Lý Tự Đồng bắn lén vào ngực. Chàng vẫn cương nghị hô bảo vệ bệ hạ. Tuy bị trọng thương, Thừa Húc vẫn anh dũng xông lên, một đao chém chết tên phản tặc Lý Tự Đồng, bản thân cũng kiệt sức gục xuống. Khải Nguyên thấy vậy liền chạy tới đỡ cửu hoàng thúc đưa về doanh trại. Tuy đã được đại phu lấy mũi tên ra, nhưng do độc từ mũi tên ngấm quá sâu, Nhiếp Vương chỉ còn sống được ít lâu nữa. Thừa Nguyên lúc này lòng hối hận vì đã hiểu lầm cửu thúc. Thừa Húc cũng khen bệ hạ giờ đã trưởng thành rồi và muốn Khải Nguyên hoàn thành tâm nguyện đưa thúc thúc về cung. Minh Ngọc gảy đàn bị đứt dây, nàng liền dự cảm chẳng lành. Đúng lúc Chăn Nhi cầm tin tức tới, Minh Ngọc liền đoán ngay là Thừa Húc gặp chuyện. Quả nhiên thư nói Nhiếp Vương bị trọng thương nguy kịch. Minh Ngọc thất thần sợ hãi, vội xuất cung tới chỗ chàng. Trên đường bệ hạ đưa cửu thúc về, Thừa Húc đã nói rất nhiều với Khải Nguyên rằng đời này của ta luôn phải hối tiếc vì không song hành, hối tiếc vì không đi cùng nhau. Chàng cầm chiếc túi thơm mà Minh Ngọc tặng, hồi tưởng lại bóng dáng người con gái mình yêu sâu đậm, rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ thiên thu. Minh Ngọc phi ngựa ngày đêm, tới nơi thì đã quá muộn. Giờ đây họ thực sự âm dương cách biệt, nàng như hoàn toàn suy sụp, Minh Ngọc cũng không thiết ăn uống. Hoàng đế cũng tới thăm mẫu thân, Khải Nguyên cũng cho phép nàng đi tiễn đưa hoàng thúc. Khải Nguyên cũng cởi bỏ mọi chuyện, đem túi thơm của cửu thúc trả lại cho mẫu phi. Nhân lúc không có ai, Minh Ngọc bước đến trước linh cữu, đốt đôi giày mình thêu cho chàng, rồi lặng lẽ tựa vào quan tài ngồi khóc tiếc thương. Ngọc Doanh chịu tang khóc tới cạn nước mắt. Thừa Húc cũng để lại di mệnh để vương phi có thể tái giá khi nàng muốn, nhưng Ngọc Doanh quá cố chấp, muốn làm ma cũng là người của Thừa Húc. Sự mù quáng biến nàng ta thành một con người đầy thù hận. Ngọc Doanh tiến vào hoàng cung, giao ghi chép đóng quân định tạo phản của Nhiếp Chính Vương trước đây cho Trần Vương, dẫn đến đám loạn thần đều dâng tấu tố cáo Nhiếp Chính Vương là phản tặc, để Thừa Húc không được truy phong và bị đời đời dân chúng chửi rùa. Nhưng Khải Nguyên đã đứng trước chính điện đối chất bọn chúng, hỏi cả đại thạnh này có bao nhiêu công sức. Công thần do Nhiếp Chính Vương bồi dưỡng nên, giang sơn này là do Nhiếp Chính Vương đoạt về, mạng trẫm cũng là Nhiếp Chính Vương cứu về. Tất cả tội danh các người kể ra đều là bịa đặt, rồi lập tức soạn chiếu, phong Thừa Húc làm khai nghĩa nhân. Từ giờ đại thạnh sẽ không còn Nhiếp Chính Vương, mà chỉ có khai nghĩa nhân hoàng đế Tiêu Thừa Húc. Minh Ngọc đứng ngoài cũng rơi lệ, đây mới thực sự là minh quân mà nàng mong con trai sẽ trở thành. Ngọc Doanh sau khi gây họa cho Thừa Húc, liền đòi Minh Ngọc ban chết cho mình. Sự ghen tuông mù quáng đã làm nàng ta tự hủy hoại mình, từng bước đẩy bản thân vào tột cùng đau khổ, cuối cùng tự chọn cách thắt cổ đi theo Thừa Húc. Thấm thoát một năm trôi qua, bài vị của Thừa Húc cũng được truy phong hoàng đế. Việc triều chính Khải Nguyên làm cũng rất tốt, Khải Vinh cũng đã biết điều hơn, ra trận chiến đấu vì đại thạnh, quả là điều đáng vui mừng. Khải Nguyên vốn có lòng với Nhược Huyên, nên luôn tìm cớ để gặp nàng. Đang bày tỏ tình cảm thì hoàng cung có việc, đành ngậm ngùi cáo biệt nàng, trở về hoàng cung. Ngọc Nhi cũng rất thông minh, nàng thấy thuộc hạ đi theo Hoàng Nguyên rất giống thị vệ trước đây từng đưa mình và tỷ tỷ vào cung, nên nàng đã đoán được chàng chính là hoàng đế. Tây Tề chưa bao giờ hết đáng lo ngại, trực tiếp đến tìm Thái Hậu để ép hôn. Ông ta dùng lời tiên hoàng đã hứa năm xưa, để ép hoàng đế phải lập con gái của mình làm hoàng hậu. Khải Nguyên không vui ném tấu chương xuống đất. Đúng lúc này thì Khải Vinh tới, hắn thấy hoàng huynh kiên quyết không muốn hôn ước này, liền phỏng đoán hoàng huynh đã có người trong lòng, làm hoàng đế đỏ mặt vội chối. Ai ngờ lại trúng tim đen của Khải Nguyên, đang nghĩ cách để gạt bỏ hôn sự này thì đột nhiên Chăn Nhi tìm tới. Nàng nói có cách để giúp bệ hạ chọn được người mình thích. Hoàng đế trong lòng liền thầm mừng, từ cách của Chăn Nhi, Khải Nguyên vui vẻ liền tương kế tựu kế đánh lừa họ, đến lúc đó sẽ chọn Nhược Huyên làm hoàng hậu. Nhưng hắn không chắc chắn rằng Nhược Huyên có nguyện ý bên hắn không, điều này làm hắn trở nên u sầu, lo lắng. Chuyện tình cảm không phải cứ cưỡng cầu là sẽ theo ý mình đâu chứ. Minh Ngọc mời các quận chúa của Tây Tề tới đại thịnh chơi, trong đó có cả quận chúa Từ Đồ Chân và quận chúa Nhược Huyên. Khải Nguyên và cùng thất đệ tự chuẩn bị thực đơn, thay vì dùng mỹ thực hoàng cung mà thay bằng các món ăn dân dã nổi tiếng trong kinh thành, để tỏ tấm lòng của mình đối với các quận chúa Tây Tề. Mọi người ai nấy đều dùng bữa hết sức vui vẻ, chỉ có riêng quận chúa Từ Đồ Chân là tỏ ra khó chịu. Nàng ta cho rằng những đồ ăn đầu đường chỉ dành cho bậc bề tôi thấp kém, làm mọi người không khỏi mất hứng, ghét ra tận mặt. Trong khi đó Nhược Huyên rất giỏi pha trà, lại hiểu biết về trị quốc, đặc biệt có tài khéo ăn khéo nói, nên rất nổi bật trong số các quận chúa, khiến Khải Nguyên và Khải Vinh vô cùng ngưỡng mộ. Đêm đến, Nhược Huyên đến gặp riêng Khải Nguyên.
Bệ hạ tỏ hết nỗi lòng mình với nàng, không lúc nào mà trẫm không nghĩ tới nàng. Gặp nàng trẫm mới biết mình không thể rời xa nàng. Nhược Huyên liền lùi lại. Bệ hạ, đừng nói nữa. Người ta thích là Hoàng Nguyên. Gặp nhau nơi phố xá, hứng thú với đàn cờ, thơ, rượu, chờ mong cuộc sống không màng danh lợi. Tình ý của nàng chỉ dành cho Hoàng Nguyên. Rồi hành lễ từ biệt bệ hạ. Lời cự tuyệt đầy ẩn ý làm cho Khải Nguyên vô cùng đau khổ. Nhược Huyên từ chối tình cảm của hoàng đế, vì nàng biết mình và chàng thân phận cách biệt, lại thêm việc hoàng cung luôn đầy dẫy thị phi, mưu mô tranh đấu, nàng đã quen với cuộc sống tự do tự tại, nên bản thân không muốn mình bị mắc kẹt ở trong đó. Tây Tề Vương tìm đến Nhược Huyên để gây khó dễ cho nàng, để nàng tự biết khó mà lui. Nhưng Nhược Huyên thẳng thừng đáp: "Ta không hề muốn vào cung làm hoàng hậu hay phi tần gì cả, nhưng người ta yêu, dù ở chân trời góc biển, ta cũng sẽ ở bên chàng." Khiến Tây Tề Vương tức giận bỏ đi, ông ta trực tiếp vào cung mách lẻo với hoàng đế, nói mình khuyên bảo Đồng Nhược Huyên tránh xa bệ hạ, nhưng lại bị cô ta vô lễ cãi lại. Điều này làm bệ hạ hiểu ra tâm ý của Nhược Huyên, chàng liền đến tìm nàng, không kìm được mà ôm lấy Nhược Huyên vào lòng. Hai bên coi như đã xác tín tình cảm che giấu của mình. Phía Tây Tề Vương vì quá nôn nóng, lại tới tìm Thái hậu để thúc ép chuyện lập hậu của bệ hạ. Minh Ngọc tìm cách khắc chế Tây Tề, vừa để hoàng đế có thể tự lựa chọn phi tử theo ý mình, nhưng không ngờ Khải Vinh cũng thích Nhược Huyên. Thái phi trực tiếp đi gặp Thái hậu, ý muốn Minh Ngọc ban hôn giúp Khải Vinh. Không ngờ đối tượng Khải Nguyên thích cũng là Đồng Nhược Huyên. Đến ngày tuyển chọn phi, Khải Nguyên định ban vương miện cho Nhược Huyên, thì Minh Ngọc xuống ngăn cản, lấy lý do hoàng thượng trong người không khỏe, buộc Khải Nguyên phải giao lại vương miện. Hậm hực vì không được tự quyết việc hôn sự, Khải Nguyên liền bỏ đi. Sau đó, Minh Ngọc tự ban phong Tư Đồ Chân làm hoàng hậu, còn Nhược Huyên được chỉ định gả cho Khải Vinh. Khải Nguyên thực ra vẫn chờ ở bên ngoài, nhưng khi đối mặt với Nhược Huyên, nàng không nói lời nào mà bỏ đi mất. Tư Đồ Chân thấy vậy bèn nói châm chọc: "Thái hậu đã ban hôn gả Nhược Huyên cho Thất Điện hạ." Khiến hắn vô cùng hoảng hốt, lập tức chạy lại chỗ Thái hậu. Khải Nguyên biết sai quỳ xuống xin mẫu hậu hãy gả Nhược Huyên cho mình, nhưng sự đã thành, giờ có nói gì thì cũng không thể thay đổi, vì quá xót thương cho số phận chính mình. Hoàng đế ngày đêm không ăn không uống, chăn nhi nấu cháo mà hồi bé Khải Nguyên thích ăn đem đến, nhưng chàng vẫn không màng, chỉ im lặng mà không nói một lời. Nhược Huyên cũng đau buồn không kém, nàng như người thất thần, hàng ngày chỉ nhốt mình trong phòng mà chẳng hề ăn uống. Minh Ngọc cũng u sầu về chuyện của con trai, nhưng chuyện lập hậu có liên quan đến thái bình của thiên hạ, nên nàng cũng không thể để cảm xúc chen vào làm hỏng đại sự của đại thạnh được, chỉ đành hy vọng Khải Nguyên sau khi thành hôn, hoàng cung đông đúc mà quên đi chuyện tình yêu tình ái thời trẻ. Nhược Huyên chỉ còn cách chôn chặt tình cảm, cắt đứt tình cảm với Khải Nguyên. Nàng nhờ tỷ tỷ đưa lời nhắn tuyệt tình của mình cho hoàng đế, thà để bệ hạ một lần đau thật đau, còn hơn để người chịu nỗi đau giằng xé âm ỉ mãi mãi. Duyên kiếp này đã cạn, nguyện cùng chàng kiếp sau. Khải Nguyên đọc xong liền hiểu mọi chuyện đã ngã ngũ, tay chàng vo chặt lời nhắn, chấp nhận số phận. Ngày đại hôn, Khải Nguyên như người mất hồn. Sau khi hoàn thành cử lễ đại hôn với Tư Đồ Trần, liền bỏ mặc nàng ta ở lại khuê phòng một mình rồi rời đi. Khải Vinh đến rủ Khải Nguyên đi khuây khỏa, nhưng chàng từ chối, vô tình hắn nhắc đến Nhược Huyên. Nàng từ sau lần tuyển phi lần trước liền bị bệnh phong hàn, mãi mà không thấy khỏi, khiến trái tim Khải Nguyên cảm thấy vô cùng lo lắng cho nàng. Sau khi biết Nhược Huyên bị bệnh, Khải Nguyên không tiếc thân mình mà đứng dưới mưa chờ đợi, cho dù thái giám hầu hạ bên cạnh có khuyên ngăn thế nào chàng vẫn đứng đó đợi. Cuối cùng Nhược Huyên cũng chịu ra gặp mặt, nàng cầm chiếc ô da che cho hoàng đế, nhưng không kìm được mà ôm chầm lấy nhau: "Chúng ta chạy trốn đi, không trốn được thì chết cùng với nhau." Tình cảm mà hai người họ dành cho nhau đã quá đậm sâu, chấp nhận từ bỏ tất cả để được ở bên nhau, hai người quyết định trốn khỏi hoàng cung đầy dẫy sự ràng buộc này, cùng nhau sống một cuộc đời của đôi tình nhân bình thường. Vô tình bắt gặp Khải Vinh đang dẫn binh đi tìm hoàng thượng, biết không thể che giấu Thất Điện hạ mãi được. Hoàng đế cùng Nhược Huyên xuống xe ngựa đối mặt với Khải Vinh: "Xin lỗi, ta và Nhược Huyên thật lòng yêu nhau." Nhưng một nam nhân như Khải Vinh làm sao có thể chấp nhận được điều này, bị chính người có hôn ước với mình cắm sừng mà không hay biết. Hắn uất hận liền hô thị vệ đến đưa hoàng đế hồi cung. Thái hậu thì vô cùng phẫn nộ, nàng muốn làm nhục bản vương. Hắn giận trong lòng liền xin Thái hậu làm chủ. Minh Ngọc cũng hứa sẽ cho hắn câu trả lời thích đáng. Tiểu Lâm Từ biết chuyện mà không báo, bị phạt 50 gậy và đưa đi trông lăng mộ. Đêm đến, Minh Ngọc vô cùng buồn bã. Một bên là xã tắc, một bên là hạnh phúc của con trai, nàng không biết làm sao để cho thỏa đáng. Nhìn bộ dạng không tiếc danh vọng của con trai hôm nay, nàng lại nhớ về Thừa Húc năm xưa, người cũng sẵn sàng bỏ mặc tất cả vì nàng. Khải Vinh vì để giữ sự tôn nghiêm của bản thân, cho dù hoàng đế có cầu xin thì hắn cũng không màng, hắn còn dám cả gan lôi chuyện Thái hậu với Thừa Húc ra để châm biếm, khiến Khải Nguyên mất bình tĩnh mà cho hắn một bạt tai. Minh Ngọc bên ngoài cũng nghe thấy nhưng vẫn nhịn nhục chịu đựng. Hôm sau, Minh Ngọc còn đến tận phủ Thái Phi, ngỏ ý muốn phong Khải Vinh lên làm thân vương để xoa dịu nỗi lòng của hắn, khiến Thái Phi vô cùng vui mừng. Nhưng Khải Vinh được nước lấn tới. "Vậy còn Nhược Huyên thì sao? Ta có thể ban thân xác Nhược Huyên cho con, nhưng trái tim nó thì ta không chi phối được." Khải Vinh tìm gặp Nhược Huyên để bày tỏ tình cảm của mình: "Ta thề cả đời này sẽ không lấy ai, chỉ cần riêng mình nàng mà thôi. Bất kể ngài có đối với ta có như thế nào,
trái tim ta cũng chỉ có một mình Khải Nguyên. Lời cự tuyệt đầy thẳng thắn của nàng như mũi tên bắn nát trái tim hắn. Dù Khải Nguyên có cho gì, hắn cũng không cần. Ngược lại, hắn còn quỳ xuống xin hoàng đế trả Nhược Huyên cho mình. Hắn cũng là một kẻ si tình, cũng có thể bất chấp tất cả vì người mình yêu không được như ý nguyện. Hắn liền tuôn hết những thứ trong lòng mình ra, chính thức cắt đứt tình huynh đệ bao năm chỉ bởi một nữ tử. Khải Vinh uống rượu say một mình, hồi tưởng lại mình cùng Kaka lúc nhỏ, cô gái mình yêu lại không màng đến mình mà yêu Kaka. Hắn hận, ta nguyền rủa hai người sống còn đau khổ hơn chết. Điên vì tình khiến hắn mất hết lý trí mà tìm đến cái chết. Khải Vinh không còn, khiến Thái Phi dường như phát điên. Bà ta lúc tỉnh lúc mơ, vái lại thần linh miệng không ngừng xin lỗi. Minh Ngọc trông thấy bộ dạng Thái Phi mà đau lòng thay. Nhược Huyên cuối cùng cũng thuận lợi lên làm vương phi, nhưng không mấy vui vẻ, bên tai lúc nào cũng đầy lời dị nghị về nàng. Ngày thành hôn, đáng lẽ là hạnh phúc nhưng ai đấy đều buồn rầu. Nhược Huyên vì thế cũng mang danh bất nghĩa. Dù vậy, tình yêu vẫn khiến Khải Nguyên và Nhược Huyên đến bên nhau. Hậu cung quả thật không đơn giản. Hoàng hậu và các phi tần đều ra sức bắt nạt Nhược Huyên. Thái hậu vì để tránh lời dị nghị của người khác, liền cho phép Nhược Huyên không cần đến thỉnh an Thái hậu. Mặc dù vậy, hàng ngày nàng vẫn quỳ gối trước điện để thỉnh an người. Đến khi hoàng đế bắt gặp thì vô cùng phẫn nộ. Điều này làm hắn trực tiếp vào chất vấn mẫu phi. Nhưng vì mối quan hệ chính sự mà Thái hậu không thể gần gũi với Nhược Huyên được. Về biệt cung của Nhược Huyên, hoàng đế vô cùng xót xa, liền xoa chân cho nàng, tay nắm tay, nguyện một lòng mãi bên nhau, để lấy lòng Thái hậu. Khải Nguyên và Nhược Huyên chuẩn bị bàn tiệc chay để chúc thọ sớm Minh Ngọc. Lần đầu tiên bệ hạ chủ động xoa dịu quan hệ với nàng, nên Minh Ngọc đã tò mò đến xem thử tấm lòng của con trai mình. Minh Ngọc thấy đồ ăn hôm nay không giống với đồ Chăn Nhi thường làm, sao lại gọi món này là thái cực đồ. Chăn Nhi thì cứ liếc liếc bệ hạ. Thực ra nàng đã sớm đoán được không phải do Chăn Nhi chuẩn bị. Thế là Minh Ngọc mò xuống bếp xem, thấy Nhược Huyên đang vất vả làm bếp. Tuy mạnh miệng nhưng trong lòng lại y vô cùng hài lòng vì đứa con dâu này. Thái hậu lại cho mời các phi tần đến dùng cơm chung vui. Hoàng thượng cũng triệu nhóm ca vũ đến để thay quà mừng thọ người. Ai ngờ vương hậu trước đó ghen tức đã đuổi nhóm ca vũ khỏi cung. Nàng ta tỏ thái độ ghen tuông mất kiểm soát, nói bóng gió ẩn ý Nhược Huyên là yêu mị khiến hoàng thượng bỏ bê triều chính. Vợ leo lên đầu quả là nhục nhã. Hoàng thượng liền đứng dậy bỏ đi. Sau bao tháng ngày mong mỏi, cuối cùng quý phi đã có hỉ mạch. Ai nấy đều cũng cảm thấy vui mừng. Còn hoàng hậu lại càng tỏ hậm hực ganh ghét. Ngày Nhược Huyên sinh nở, hoàng đế đứng ngoài hồi hộp không nguôi. Ông trời quả không phụ lòng người, quý phi hạ sinh được một hoàng tử, lại càng khiến hoàng đế thêm vui mừng. Phía Thái hậu khi nghe tin cũng vô cùng mừng rỡ, chính bởi vì Khải Nguyên lại phá lệ mà phong nhị hoàng tử là thái tử, Trần Vương liền đến gặp Thái hậu để gây uy hiếp. Hắn lấy quy tắc truyền vị của tổ tông để ngăn cản, nếu hoàng thượng tự theo ý mình, ba doanh mãng côn tề thề sẽ phản đối đến cùng. Lại thêm việc cả hoàng hậu xỉa sói bên cạnh, khiến Thái hậu càng thêm khó phân xử. Minh Ngọc sau đó bị ốm nặng, hoàng thượng cũng đến thăm người, vô tình nghe Thái hậu gọi Thừa Húc. Không ngờ người lại có tình cảm sâu đậm với cửu hoàng thúc như vậy. Trước đây chàng không hiểu nỗi lòng của người, cho tới khi gặp Nhược Huyên, chàng mới hiểu mẫu thân từng đau khổ như thế nào. Minh Ngọc hôn mê liền tưởng tượng ra hình bóng Thừa Húc đến thăm nàng. Trong mộng ảo ấy, nàng tiếc thương đoạn tình duyên giữa hai người, tự hỏi lòng mình năm xưa bản thân đã không đủ dũng cảm. Sau cùng nàng cũng vẫn không thể yên tâm về Đại Thạnh. Khải Nguyên nhìn mẫu thân mà nước mắt cứ không ngừng rơi. Con xin lỗi mẫu hậu, con xin lỗi. Nhược Huyên không ngại di chuyển ngày đêm, nàng đến hoàng cung thì đã nửa đêm. Hoàng thượng và cô đều khuyên nàng đang kiêng cữ nên về phòng nghỉ ngơi, nhưng nàng một lòng muốn ở lại để chăm sóc Thái hậu. Nhược Huyên lau mồ hôi cho Minh Ngọc, còn đút thuốc cho người, hàng ngày còn chịu khó sắc thuốc. Tuy không phải mẹ ruột nhưng nàng vẫn hết lòng chăm sóc như người thân của mình. Sau nhiều ngày, Minh Ngọc đã tỉnh lại, biết quý phi hao sức ngày đêm chăm sóc mình, nàng cũng cảm thấy ấm lòng. Nhược Huyên luôn hết lòng lo nghĩ cho người khác, nhưng ông trời thật biết trêu người. Khó khăn lắm họ mới đến được với nhau, ban tặng cho họ một sinh linh bé nhỏ, rồi lại tàn nhẫn nỡ cướp đi đứa con của hai người. Nàng ngồi bên cạnh chiếc nôi của con, duyên hồng trần của con ngắn ngủi, chưa chắc đã là chuyện xấu, rồi òa khóc thấu tận trời xanh. Mất đi đứa con đầu lòng là một đả kích quá lớn đối với một người mẹ trẻ, lại thêm bệnh tim từ nhỏ lâu năm của nàng. Thái y sau khi bắt mạch cho Nhược Huyên, e rằng nàng khó vượt qua nổi mùa đông này. Hoàng đế nghe xong như chết lặng người. Nhược Huyên khí số đã tận, thần thiếp phúc mỏng mệnh bạc có thể gặp và quen bệ hạ thần thiếp đã thỏa mãn lắm rồi. Nếu có kiếp sau chúng ta đừng gặp nhau tại chốn đế vương. Rồi rời đi trong tiếng khóc không ngớt của Khải Nguyên. Nhược Huyên ra đi chưa lâu thì hoàng đế cũng vì đau lòng mà mắc bệnh. Khải Nguyên trở về cung xưa, nơi mình khi còn nhỏ sống cùng mẫu hậu. Chàng đi ngắm nhìn khắp căn phòng, cầm chiếc cung mà cửu thúc đã làm cho mình, hồi tưởng về thuở bé thơ vẫn thường vô lo vô nghĩ. Cùng với sự quan tâm chỉ bảo tận tình của cửu thúc, chàng ước mình có thể mãi bên thúc thúc như ngày xưa ấy thì tốt biết bao. Tới lúc này Khải Nguyên mới thấu hiểu vì sao cửu hoàng thúc luôn nghiêm khắc bồi dưỡng mình tới vậy. Không lâu sau, vì bệnh tình quá nặng, hoàng đế cũng đã băng hà. Minh Ngọc lại phải trải qua nỗi đau người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Từng người thân yêu cứ lần lượt rời bỏ mình mà đi. Tiếng khóc ai oán của nàng thấu trời xanh. Để bảo vệ thiên hạ Đại Thạnh và cốt nhục của Khải Nguyên,
Thái hậu Minh Ngọc đã buông rèm nhiếp chính, nàng nắm đại quyền trong tay, phó tá đại hoàng tử lên ngôi hoàng đế. Tác phẩm Trường An Nặc đưa người xem đến hết cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. Xuyên suốt bộ phim là câu chuyện tình ngược tâm giữa nàng Kiều Hạ Lan Minh Ngọc và điện hạ Tiêu Thừa Húc. Tuy hai người yêu nhau sâu đậm nhưng lại không thể đến được với nhau. Số phận trêu người, chàng khờ đáng thương Tiêu Thừa Húc cứ luẩn quẩn mãi trong cái vòng quay của sự nghiệt ngã. Bố vừa mất, mẹ ruột cũng liền bị anh trai Tiêu Thừa Duệ bức tử để đoạt vị. Ra trốn xa trường bảo vệ bờ cõi suýt mất mạng, quay về thì nghe tin người yêu đã hóa chị dâu. Vừa có chút nghị lực sống thì tình cũ tìm đến khuyên nhủ lấy vợ. Ấp ủ bao năm gây dựng thế lực để trả thù, thì bùm, tình cũ lại tới ngăn cản. Cho dù bị người mình yêu lợi dụng hết lần này đến lần khác nhưng vẫn cam tâm tình nguyện, vì để giữ lời hứa với một người, chàng gác lại những ân oán cá nhân, một lòng phó tá con của kẻ thù lên ngôi vua. Đúng là chàng khờ thủy chung, đến tận khi chết cũng vẫn không thay đổi. Bi cảnh đau thương đến tận cuối phim, khi con trai của Minh Ngọc Phi có được người yêu nhưng số phận bạc bẽo, mặc dù còn rất trẻ nhưng cũng vì đau buồn mà mất sớm. Tổng kết lại, bộ phim Trường An Nặc cũng rất đáng để xem, diễn xuất bộc lộ khá tốt sắc thái cảm xúc của từng nhân vật. Nếu quyết định xem bản đầy đủ, mọi người hãy chuẩn bị sẵn khăn giấy và bao cát bên cạnh mình nhé. Còn không thì cứ xem tóm tắt bộ phim tại kênh review phim hay nhất của bọn mình nhé. Nếu thấy hay hãy nhấn đăng ký kênh, like video và nhấn chuông theo dõi để mình có thêm động lực làm những video tiếp theo nhé.